Trận đấu ngày hôm nay xảy ra giữa Ngọc Blue cho một like cùng với Trung Bún. Trung Bán Bún một like. Trung Bán Bún đang thể hiện mình là một người đặt keo rất là ngáo đá. Anh Ngọc Blue đang đi với tốc độ bàn thờ lên. Keo đỏ cùng với Trung là sử dụng keo mặt định. Hai bên đều không sử dụng kỹ năng. Vâng, Ngọc rất ngáo đá. Rồi Trung bắn một viên vào đầu rồi. Một thành VIP, một thành ngáo. Trung nhảy tưng tưng. Bắn rất hit shot. Còn Ngọc thì ngược lại. Ngọc đã bị bắn một viên vào người. Rất ngáo đá rồi. Hên quá quả đó Trung không kéo hit shot. Quả này cũng không hit shot. Ngọc Blue đang làm cái quần què gì vậy? Đừng phải tâm lý gì hết, giết nó cho tao. Một viên vào đầu. Kéo đâu? Kéo gần thôi. Để qua góc của anh Trung. Vâng, anh Trung đang keo tròn và quân máu. Anh ta chỉ cần dùng tới hai quả keo là để đạt được keo tròn rồi. Giết VIP, giết lợi hại. Không có như ai kia đâu. Ai kia làm gì đây? Kìa, bắn luôn. Chúng ta sẽ qua góc nhìn của Trung. Rồi, cái gì vậy Trung? Trời ơi, Trung bắn sao mà đặt keo bên này. Ngọc đã ăn rồi 1-0. VIP 10 điểm. Ta đã đến với trận đấu xảy ra bởi hai tuyển thủ nghiệp dư. Một bên đến từ clan FBI, một bên đến từ một cái clan Black. Clan rất đen đấy. Bên đây thì Ngọc Blue đã là mức răng huyền thoại. Vâng, Trung bắt đầu xuất hiện ở trên sàn đấu. Trung nhảy lên và sấy UMB. Đặt keo. Vâng. Rồi. Hai đối thủ đang đi tìm cái góc hở của nhau. Chỉ cần ai mà gọi là sai sót một chút xíu là sẽ bay đầu ngay. 28% à? 28% và 4 và 54%. 55 luôn đấy, VIP phải đấy. Nhưng hôm nay anh 55 mà có vẻ hơi ngáo đá rồi. Không biết anh ngáo đá về vấn đề gì. Để xem coi nào. Đây rồi. Bắn toàn người ạ, vãi nồi ạ. Để xem từ bên xử lý của anh Ngọc. Chạy vô giữa đi chứ còn đợi lâu lâu chi. Rồi, Ngọc thấy cũng vô người không ạ? Không thấy hở vào một cái đầu một chút xíu nào. Vậy là tôi đã hiểu rồi, anh Trung này đúng như anh nói, anh bắn toàn có một kill thôi. Vâng, anh nhảy ra anh thấy kìa. Đặt keo các kiểu. MB một viên đầu. Anh Ngọc thì sao? Lại thấy toàn người ạ. Lại toàn chạy ngoài bo. Hai thanh niên đang chạy vô và thấy nhau. Rồi, một pha hạ gục đến từ vị trí của anh Trung. Rồi. Một đầu. Ngọc bắn thì vô đâu luôn rồi. Để sang góc nhìn của Ngọc để xem pha xử lý. Ui, Ngọc đã bị bắn một đầu. Bay nửa cái nón, gần nửa cái nón. Ngọc chạy thẳng, đâm đầu vào. Đặt keo đi đâu rồi? Tại sao lại không bắn nó? Lại để nó ghẻ gần nửa cây rồi. Có vẻ như Ngọc đang hơi tâm lý. Một quả keo tròn nhanh đấy. Rồi, ở bên đây anh Trung đang thể hiện kỹ năng của mình qua những pha nhảy và bắn. Anh ấy đang đứng im tại chỗ. Anh Trung thì có vấn đề về bên phía gia đình. Lâu lâu anh đứng im thì chắc do mẹ anh ganh. Còn anh Ngọc thì đang ngồi đây với tôi. Mặc dù anh Ngọc sẽ không xem cam ở đây, anh Ngọc sẽ bắn rất nghiêm túc. Vâng, hay nói hơn, hay mọi người cũng thể gọi là chị Ngọc. Chị Ngọc đang có những pha xử lý, cầm MB mảnh xà. Đấu với MB Giáng sinh. Ai sẽ là người chiến thắng? Một pha phun đầu, nhưng không chết. Ngọc đâm đầu vào rồi giết anh Trung, anh Trung vào bao nhiêu máu? Anh Trung của T-Máu cũng bắn lại Ngọc phun đầu. Nhưng mà đến từ vị trí của anh Trung xấy vào người nhanh hơn. Đéo phun đầu rồi, nó bắn mày được một đầu rồi. Ngọc đã bị Trung bắn một đầu. Trung bún rồi, ăn bún là nhiều chất vitamin lắm. Ngọc lại bị xấy rồi. Một đầu, Ngọc xấy được một đầu, hai đầu gì đó. Đặt keo tròn, bơ máu. Để xem chị Ngọc cùng với Trung bắn bún ai sẽ là người chiến thắng cái gián đấu MB từ chiến này. Với một người tỷ lệ hit shot 28% cùng với một người 50%. Chúng ta xem thực chiến thì ai sẽ hơn ai. Có vẻ như anh Trung bắn có vẻ vẫn ok hơn. Rồi, hai người đã bắt đầu tiến vào trong khu vực xưởng cơ khí. Anh Trung và anh Ngọc thì hai người cứ chạy lòng vòng.
Tôi là bình luận viên mà thấy chóng mặt. Mỗi lần anh Ngọc chạy trái là anh Trung chạy phải, mà mỗi lần anh Ngọc chạy phải anh Trung chạy trái, đúng thật là nhức đầu. Rồi, pha xử lý này anh Trung bắn lại không vô đầu nữa rồi. Trời ơi, bắn còn không trúng anh Ngọc nữa, trời ơi. Phải tôi là tôi đã bắn gọi là full giáp rồi. Trời ơi, lần này anh Trung đã hit shot rồi. Hai dân chơi ba ngón trên mobile solo với nhau và tỷ lệ hit shot là 28% và 55%. Anh Trung là bắn rất là ảo nha, cứ kéo lên là đạt xuống. Anh lúc thì kéo ngồi, lúc thì kéo đứng, ảo thế nhờ. Anh Trung bắn ảo đấy nhờ, lúc kéo đứng, lúc kéo ngồi. Mà mỗi lần kéo ngồi là quả kéo nó xa hơn. Người ta sử dụng kéo ngồi để gọi là không, tôi lầm rồi, anh Trung bắn thì rất bình thường. Anh Trung bắn kéo ngồi và bình thường. Để xem anh Trung bắn bún có còn bắn bún hay không. Ui rồi ơi, chị Ngọc thấy được nửa cái nón, anh Trung thấy toàn vào chân ạ. Vâng. Anh Trung bắt đầu luồn keo vào, đi sang phía bên trái của anh Ngọc. Hay nói đúng hơn bên phải của anh Ngọc. Anh Ngọc đi qua trái, anh Trung bắt đầu cũng đi qua đó. Anh Trung cầm súng nhảy ra đây. Nhưng mà nhảy qua đầu Ngọc rồi ha. Trời, cái gì vậy anh Trung thấy như thế thì còn ai mua bún nhà anh Trung nữa. Trời ơi, dũng giáp thôi. Nó còn ba mấy máu thôi. Mày gánh mày kéo lên đầu coi. Đù quá, đù quả này xử lý ghê nè. Ghê đấy, nhưng mà chỉ là đặt keo ghê thôi chứ bắn không ghê. Ôi, đặt keo tròn đi anh Trung. À, anh Trung làm gì còn có máu đâu mà. Ui rồi, 17 máu anh Trung ơi. Tâm lý quá anh Trung ơi. Mấy. Ui rồi ơi. Ui rồi anh Trung ơi, anh Trung hit shot. Mày nghe tiếng Phật chưa? Vậy là anh Trung này là cái dạng đi vô trong danh tử chiến là núp núp xong ăn đúng một mạng hit shot thì cái nhỉ game. Ui, một pha phun đầu đến từ vị trí của anh Trung. Rất là tuyệt vời, để tôi xem máu của anh Ngọc. Anh Ngọc bay mẹ cái nón rồi. Anh Trung kéo tròn lại để đợi anh Ngọc bơm máu luôn. Đây là một pha xử lý chơi rất đẹp. Hoặc là mẹ anh ganh mẹ rồi nên anh kéo tròn lại. Không, anh ấy vẫn bắn được tiếp tục. Anh Ngọc thì đặt keo nhảy ra bên kia. Trung đã luồn lại đằng sau và bắn toàn vào người. Toàn vào người. Hình như có vẻ như anh Trung bắn phải bắn lại, bắn trước mặt thì mới hít tròn. Bắn toàn vào người ạ. Toàn người ạ. Trung nó bắn hên xui lắm vậy. Ui rồi. Ui rồi, hít shot rồi. Hay quá. Anh Trung luồn qua hai keo và nhảy ra bắn full đầu ạ. Ui rồi. Anh Trung là có vẻ như là đã giờ lấy được bình tĩnh. Anh Trung thấy vô đầu nhiều hơn. Và anh ấy keo tròn, bơm máu. Chúng ta sang vị trí của anh Ngọc. Lại bay nón. Nhà anh là chỉ gọi là buôn bán nón thôi đúng không? Anh Trung đang dư tới tận 7 cá vàng. Cùng với đó là hơn 1000 sát thương. Có vẻ như ván này anh Ngọc bắn hơi khó khăn. Ui rồi. Ui rồi. Ui rồi. Lại một đầu nữa. Anh Trung đặt keo nhanh quá, keo toàn keo thẳng, keo tròn. Nếu có thấy keo keo thẳng, toàn keo kiểu hình dọc dọc không à. Ngọc lại chạy vô nhà rồi, anh Trung lại keo tròn để làm gì đây? Mới chuyến mẹ à? Ngọc thì ở trong đây với vỏn vẹn 100 máu. Ngọc có thể lật kèo được hay không đây? Trừ khi anh Ngọc sấy phun đầu. Nó đang đứng keo tròn, đang nhắn tin mẹ nó quá. Cái gì vậy? Tôi lại phải ra rồi. Anh ấy đang đứng vì mẹ anh ấy ganh. Bo thì đã cán anh ấy mấy phát rồi, anh ấy mới bắt đầu chạy vào, anh ấy bắn. Vào rồi kìa Ngọc. Phun đầu. Ui, anh ấy tắt điện thoại và bật data lên. Tự nhiên cầm lục không à? Điều mẹ không để ảnh bật tràn data, ảnh cầm đua lục ảnh sang solo. Ảo thế nhờ. Đây là cái tình huống gì đây? Đặt keo đồ khí thế đấy. Cầm lục nha bắn gì đây? Ghê đấy nhờ. Nhảy ra đây nó, nhảy qua kia rồi. Ôi giời, bảy đầu. Pha xử lý này khó khăn quá ta. Vâng, full đầu, hit shot đến từ vị trí của Ngọc. Ngọc gỡ lại 7 năm cho tao xem VIP qua nào. Tao đi đái.
có vẻ như anh Ngọc vừa ăn một mạng nên nó chuyển cam sang anh Ngọc, nhưng mà tôi vẫn phải xem anh Trung rồi. Anh Trung lại mua MB. Thanh niên Trung là xài iPhone mà thanh niên Ngọc là xài Android đấy. Đủ anh Trung nó đặt keo ảo thế nhỉ. Trung nó bị gì đó à? Trung đang rất cay sao? Đồ vào đầu ngay. Trung là có ba cái chuýt lại là bắn sao mà nó ảo lắm nhờ. Ngọc là kéo tròn. Đồ hóa Trung bắn nhanh vậy. Đồ rồi bay nón rồi. Đồ bay nón. Anh Ngọc là lấy nón của anh Trung. Ngọc chỉ còn có 60 máu. Anh Ngọc chưa mua cái kia hả Ngọc? Không bỏ rồi. Rồi. Chạy bên phải thôi. Rồi, hit shot đến từ vị trí anh Trung. 64, anh Trung chỉ còn 8 máu duy nhất. Anh Trung lại đặt keo này cứ chạy về bên kia. Anh Trung là có tính đặt keo này chạy về bên kia để luồn qua hai keo rồi cái xuất hiện bất ngờ với anh Ngọc. Rồi. Ôi trời ơi anh Ngọc ơi, bắn không vô đầu thì hãy đặt keo xuống luôn. Sao cứ đè như thế? Hai đầu. Trung bị máu rồi. Rồi xong. Anh Trung còn hành động nhảy VIP cách kiểu đó. Ờ, hết shot là 5. 5, nó 5 hit shot. Thằng kia được có 4 thôi. Nhưng mà cũng gọi là ngang ngang nhau rồi đó.